Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Dortmund và câu lạc bộ Bayern Munich. Đây là trận cầu tâm điểm của vòng đấu thứ 10 giải vô địch quốc gia Đức và sẽ được diễn ra vào lúc 0 giờ 30 rạng sáng ngày 5 tháng 11 theo giờ Việt Nam. Và theo đánh giá thì câu lạc bộ Bayern Munich sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp câu lạc bộ Dortmund với mức kèo là 0,75, mức kèo cũng có thể tăng một trái và hạ xuống còn 0,5, mức tài xỉu là 3,5, 3,75 và 3,25 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một kênh YouTube mới tên là Di Review Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo các kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Bạn nào quan tâm thì cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận, sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn thêm chữ đăng ký là xong nha. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. 5 lần đối đầu gần nhất của Dortmund và Bayern Munich thì Dortmund không thắng một trận nào trước Bayern Munich cả. Qua đó họ chỉ cầm hòa được một trận và để thua 4 trận trước Bayern. 5 trận thi đấu gần nhất của Dortmund thì Dortmund đang bất bại với 4 trận thắng và 1 trận hòa. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Bayern Munich thì Bayern thắng 4 và thua 1. Và ở lần đối đầu này với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Dortmund được chấp 0,75, hoặc là bạn nào an toàn hơn cũng có thể là lựa mức kèo phụ là Dortmund được chấp một trái nha. Vì sao? Mặc dù gặp lại Bayern Munich thì một lần nữa Dortmund vẫn như ngày nào bị đánh giá cửa dưới. Tuy nhiên thì nếu mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại so với Bayern Munich thì mình thấy là Dortmund họ cũng không phải một đối thủ hoàn toàn quá yếu đâu. Thứ hai nữa thì trận đấu này Dortmund có được điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba nữa thì cũng chưa kể là nếu như mà hai đội hòa nhau thì chúng ta chọn Dortmund được chấp, chúng ta cũng vẫn thắng kèo. Và trong bóng đá thì nó cũng chưa nói trước được nhiều điều khi mà 90 phút chưa kết thúc. Không phải lúc nào cửa dưới thì phải nhận thất bại đâu. Ở trận đấu này hầu như là Dortmund họ sẽ có được sự phục vụ của đội hình đầy đủ nhất, cộng với phong độ đang rất ổn định thời gian vừa qua, thì biết đâu đây sẽ là lần đầu tiên cho Dortmund đã bại được Bayern sau 5 lần đối đầu không thắng thì sao. Cho nên trận đấu này bạn nào tư tưởng mình ưu tiên chọn Dortmund được chấp, mình nghĩ cũng sẽ rất là sáng cho các bạn. Mức tài xỉu là 3,5, 3,75 và 3,25. Thì những lần đối đầu với nhau trước đây của hai đội á, thường ở trên sân nhà của Dortmund á, thì nó cũng sẽ không có được nhiều bàn thắng. Với lại là ở thời gian vừa qua thì mình thấy là hàng thủ của hai đội đang chơi cũng khá là ổn định và chặt chẽ, rất là ít để thủng lưới. Mình nghĩ trận cầu này tiếp tục sẽ là trận cầu tẻ nhạt ít bàn thắng, dự đoán sẽ là 1-0 nghiêng về cho Dortmund, hoặc là hai đội sẽ cầm chân nhau với tỷ số là hòa không đều một đều. Và nào tư tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo xỉu 3,5 nha. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,25 và tài xỉu là 1,5. Vì đó hiệp 1 với điểm tựa sân nhà, phong độ đang ổn định và hàng thủ đang chơi tốt thì có thể là Dortmund họ cũng sẽ không thua Bayern Munich đâu. Thậm chí là Dortmund mới là những người có bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Dortmund được chấp nha và đá nhẹ cái xỉu 1,5. Tóm lại trận đấu này chốt kèo là chọn Dortmund và xỉu ở hiệp 1 cũng vậy. Ưu tiên đá xỉu hiệp 1. Chúc anh em may mắn.